tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ giờ tới Tết 2024 âm lịch, sức tàn lực kiệt tứ cố vô thân, hay thần tài hộ giá, hưởng lộc trời ban, giàu sang cả đời, tiền vàng ngập két. Thưa quý vị, sống ở đời thì nhiều người vẫn đang ngày ngày cặm cụi làm việc và hy vọng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn mỗi ngày. Thời gian vừa qua người người nhà nhà đã phải nếm trải quá nhiều điều khó khăn, vất vả, thậm chí là mất mát đến đau lòng. Nhưng tất cả chúng ta đều vững tâm vượt qua để chờ một ngày lội ngược dòng số phận mà gặt hái được thêm nhiều thành công. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng đều mang trên mình căn số phú quý, may mắn và giàu sang. Những thành quả có được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của chính mình. Xem tử vi chọn đời tuổi Kỷ Hợi là con giáp mang mệnh đắc tài phú. Số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Kỷ Hợi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên, không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, bước sang tuổi 65 của cuộc đời, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, khiến ai ai cũng kính nể. Vậy, vận trình của Kỷ Hợi trong thời điểm cuối năm này sẽ ra sao? Tín chủ có thắc mắc mình cố gắng như vậy rồi, thì cuối năm nay mình còn lại gì hay không? Nếu muốn biết hãy coi đến cuối lá số tử vi ngày hôm nay nhé. Trước khi đi vào lá số cải vận, ta cùng tìm hiểu sơ lược về vận mệnh và tính cách người tuổi Kỷ Hợi có định mệnh giàu sang trong thời điểm cuối năm, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Người ta thường nói tuổi Kỷ Hợi hiền lành, thật thà, chịu thương chịu khó, nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi mang mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi Kỷ Hợi tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngã vật, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc, họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, thì họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khi họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm, nhờ được quý nhân giác ngộ, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Đàn ông tuổi Kỷ Hợi thường nghĩ lớn, nhìn xa trông rộng, là người đa tài, tướng mạo uy nghiêm ở chốn quan trường, quyết đoán thét ra lửa ở chốn thương trường, nhưng về nhà lại có thiên hướng nhường nhịn, chiều chuộng các thành viên trong gia đình, bề ngoài mạnh mẽ cương trường, nhưng thực ra Kỷ Hợi sống rất tình cảm, luôn thân thiện và hòa đồng, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Đối với bất cứ người nào, tuổi Kỷ Hợi đều thích giúp đỡ, kể cả người xa lạ, họ không thích thấy người khác buồn, bằng hết khả năng của mình, tuổi Kỷ Hợi sẽ cố gắng đem đến niềm vui cho mọi người, mà không hề mong được đền đáp hay trao đổi điều gì, dù cho cuộc sống có bộn bề và nhiều lo toan, nhưng một khi bạn bè cần thì họ sẵn sàng sắp xếp hoặc gạt qua mọi thứ để lao vào giúp đỡ. Thế nhưng, khi họ gặp khó khăn, họ lại luôn tự mình cố gắng giải quyết vấn đề mà không muốn phải nhờ cậy ai, kể cả khi đối mặt với nghịch cảnh chông gai, con giáp này vẫn luôn rất bình tĩnh, giữ thái độ nhã nhặn, họ chọn cách tự mình đối mặt và giải quyết nó, vì họ nghĩ rằng nếu cứ ôm những suy nghĩ tiêu cực, than trời trách đất, trách cuộc sống bất công, cũng chẳng thể làm xoay chuyển nghịch cảnh. Khi gặp sự việc trái ý, những thứ chướng mắt hay những điều bất công, Kỷ Hợi luôn biết kiềm nén được, dung hòa tất cả để đem về những điều tốt lành. Chính vì vậy, nên doanh nhân tuổi Kỷ Hợi là những nhà đàm phán giỏi, dễ dàng hợp tác, mở rộng làm ăn, người tuổi này quyết đoán, tự tin trong mọi việc. Người tuổi Kỷ Hợi bẩm sinh rất thích quyền uy, luôn muốn nắm trong tay mọi quyền lực và sự thống trị, bởi luôn cho mình là đúng đắn. Bản mệnh thần bí ở chỗ rất giỏi cách giao thân tình, biết chăm lo săn sóc, có khiếu ăn nói, biết lo lắng chu toàn cho các mối quan hệ xung quanh trên đường đời. Vận thế thời trẻ của người tuổi Kỷ Hợi không tồi, song do chưa đủ trưởng thành nên thường tự cho mình là nhất, tự cao, tự đại, kiêu ngạo với đời. Trong công việc họ thành công dễ, nhưng thất bại cũng nhanh. Bởi không được giúp đỡ mà nóng vội thực hiện, nên kết quả không được như mong muốn. Họ cũng phải chịu đàn áp chèn ép trong công việc, đôi khi còn dính họa thị phi, khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt, càng lớn tuổi họ càng tạo được nhiều mối quan hệ và có nhiều quý nhân,
nên sẽ không tránh khỏi sự giàu sang quyền thế. Nhờ có phúc lớn mạng lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất cuộc đời mình sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận, sự nghiệp vững chắc, tiền vào như nước chảy. Nếu nói là đại gia cũng không hề quá, nhưng lá số tử vi phải nói với bản mệnh một điều rằng đường dài mới biết ngựa hay, và con người hơn nhau sau những khoảnh khắc gian nan bĩ cực. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều thập kỷ, và đa số tuổi Kỷ Hợi dường như đã phải trải qua hai năm 2022 và 2023 được gọi là nhiều tổn thất, cùng những khó khăn những vất vả, vừa phải chống đỡ với vận hạn, lại vừa phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, khiến cho những chú heo cảm thấy rất khó thở. Nhưng theo lời tiên tri của giới huyền học và các thầy tử vi phương Đông, trong thời điểm từ nay tới Tết 2024 âm lịch này, tuổi Kỷ Hợi sẽ nhận được cơ hội làm ăn, khiến tiền đồ phất lên như diều gặp gió. Sách tử vi cổ học phương Đông có chép rằng, tuổi Kỷ Hợi mệnh phú quý giàu sang, nhưng trên con đường đến đó, cần phải trải qua nhiều gian nan vất vả, như lửa thử vàng vậy, nên những lúc bế tắc cùng cực là lúc tuổi Hợi dễ bứt phá thành công nhất. Và sau đây là tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi trong giai đoạn những tháng cuối cùng của năm 2023. Theo dự đoán tử vi 2023 tuổi Kỷ Hợi, thời điểm từ nay tới cuối năm, nhờ có cục diện tam hợp nên hứa hẹn sẽ là thời điểm tuyệt vời, rực rỡ thành công đối với bản mệnh. Về mặt tài chính, bạn có thể thu được lợi nhuận dồi dào trong thời điểm từ nay tới cuối năm Quý Mão. Nếu ra ngoài làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Hợi sẽ tạo lập được tầm ảnh hưởng lớn và gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, tín chủ nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh được những thị phi không đáng có, giúp công việc sự nghiệp hanh thông thuận lợi. Về tiền bạc, tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn biết giữ chữ tín nên tạo được lòng tin với khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Hãy luôn luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp. Tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Trong thời điểm cuối năm này, người tuổi Kỷ Hợi sẽ có cuộc sống gia đình vui vẻ và hạnh phúc, diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, du lịch và lễ kỷ niệm ý nghĩa. Với những tuổi Kỷ Hợi đang độc thân, cuối năm nay bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ mối quan hệ tốt đẹp đích thực và có khả năng tiến đến hôn nhân. Không có gì quan trọng hơn việc người tuổi Kỷ Hợi đặt niềm tin tưởng vào khả năng của mình và sử dụng bản lĩnh đó để vượt lên trong cuộc sống. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu một điều gì đó của cuộc đời mình. Bạn có tất cả các nguồn lực cần thiết để biến giấc mơ thành hiện thực. Bên cạnh đó, hãy tuân thủ các kế hoạch của mình và sắp xếp các mục tiêu để hoàn thành với mục đích sống thiêng liêng của bạn. Tuy nhiên, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe đương số xảy ra không ít vấn đề, cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn, cần thiết nhất là chú trọng khâu đi đứng để tránh tai nạn bất ngờ. Cụ thể, về phương diện sự nghiệp, xem tử vi thời điểm từ nay tới Tết 2024 âm lịch, tuổi Kỷ Hợi về phương diện sự nghiệp cho thấy, đây sẽ là khoảng thời gian ngập tràn may mắn và nhiều bất ngờ vỡ òa đang chờ đón bản mệnh khi được cả tam hợp, nguyệt lệnh và nhiều cát tinh hậu thuẫn. Bước vào những tháng cuối của năm, bản mệnh có tinh thần làm việc hăng hái, phấn khởi tiến về phía trước. Cùng với đó là sự miệt mài, cống hiến hết sức mình với công việc, nên là kết quả mà con giáp này đạt được còn hơn cả ngoài mong đợi. Công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn nhỏ gì đều có thu hoạch, bạn làm đâu thắng đó, việc gì bạn động tay vào cũng ổn thỏa và xong xuôi trọn vẹn. Có thể đây là lúc bản mệnh trổ tài đề xuất những ý tưởng sáng tạo của mình, chắc chắn rằng sẽ nhận được sự tán dương đồng tình từ sếp và đồng nghiệp. Mối quan hệ tốt đẹp với mọi người sẽ tạo nên những sự trợ giúp vô cùng đắc lực trong những dự án bạn đảm nhận. Công danh sự nghiệp đang trên đà tăng tiến mạnh mẽ, càng thôi thúc tạo động lực cho bạn tạo ra thật nhiều sự bứt phá trong những dự định sắp tới. Hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ. Cộng với sự có tâm và có tầm của bạn trong công việc sẽ giúp bạn đạt được thành tích cao, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt, thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện. Với người làm ăn, buôn bán, kinh doanh cũng có đại lộc đổ về tới tấp, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Nhìn chung, từ nay đến cuối năm sẽ là bước đệm vững chắc cho Kỷ Hợi bứt phá, làm giàu nhanh chóng mặt. Đây cũng là khoảnh khắc Kỷ Hợi thấy bận rộn, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy khoảng thời gian này là vô cùng ý nghĩa, bởi tất cả những gì bạn bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, có dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo sự hăng hái, nhưng cũng là điềm báo sự bôn ba tất bật. Tất nhiên thành công phải đổi bằng mồ hôi công sức, nhưng cuối cùng bản mệnh cũng là người được cười trên chiến thắng khi kết quả công việc đến cuối năm đều thành công xuất sắc. Về phương diện tài lộc, xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch cho người tuổi Kỷ Hợi, tài lộc của bản mệnh có những bước phát triển đáng mừng. Bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính bạn cũng không ngờ tới,
Vì thế dù có vất vả cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Nhờ có quý nhân tam hội giúp đỡ, bản mệnh tiếp xúc được với nhiều khách hàng, đối tác có triển vọng, đôi bên hợp tác tốt đẹp, nên lợi nhuận tăng gấp nhiều lần. Cũng không phải là điều khó tưởng tượng, bạn hãy luôn giữ gìn mối quan hệ này nhé, bởi trong tương lai họ sẽ giúp đỡ bạn phát triển nhiều hơn nữa đó. Vận trình tài lộc của bạn đang tiếp tục tiến bước đi lên mà không có dấu hiệu chững lại. Thời gian cuối năm 2023 này, đây là tin đáng mừng cho Kỷ Hợi. Khi nhiều cơ hội phát tài, phát lộc xuất hiện trước mặt bạn, thời cơ đã đến, hãy nắm bắt tốt để hái tiền về tay quý vị nhé. Không những giúp tín chủ biến ước mơ trở thành hiện thực mà làm tốt ở giai đoạn này, ra Tết bản mệnh sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa. Với người còn đang đi làm, bản mệnh nhờ hoàn thành tốt công việc và các dự án quan trọng, nên đây có thể là lúc bạn thu hái thành quả và lợi nhuận của những dự án mà bạn đóng góp. Ngoài ra cuối năm cũng là lúc các khoản tiền lương, thưởng nóng, thưởng Tết hậu hĩnh đổ về túi của bạn. Với người làm kinh doanh thì kiếm về bộn tiền, khi nhu cầu mua sắm đi lại càng nhiều, điều này vô hình chung cũng mang tới cho bạn nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi. Nhất là những người đang làm trong lĩnh vực liên quan đến hàng gia dụng, thực phẩm, dịch vụ vận chuyển, càng có nhiều cơ hội thu lời lớn, tiền thu về không ít. Nhưng chi tiêu trong thời điểm cuối năm này cũng có dấu hiệu tăng lên khá rõ, điều này đòi hỏi bản mệnh phải chú ý cân đối thu chi để tránh lãng phí quý vị nhé. Theo phi tinh, bát bạch tài tinh bay vào hướng Bắc, nơi đây nếu đặt thêm biểu tượng mèo thần tài sẽ rất có lợi cho công việc kinh doanh, buôn bán, vật phẩm phong thủy này có tác dụng chiêu tài rất mạnh, từ đó sẽ chiêu dụ cát khí, mang tới may mắn cho các giao dịch kinh doanh. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Thêm một phương diện bừng sáng trong thời điểm cuối năm của Kỷ Hợi, đó chính là về tình cảm, nguyệt lệnh lâm đế vượng như thổi nguồn sinh khí an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào bên trong bản mệnh, gia đạo bình ổn, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Có điều, vì mọi thứ quá êm đềm, nên đôi khi khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán trường, nhạt nhẽo, các cặp vợ chồng nên dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ mọi việc với nhau để hâm nóng tình cảm. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cũng đừng quên sau lưng còn có gia đình và những người thân thương nhất của mình, bạn nên chia sẻ, tâm sự với đối phương nhiều hơn. Chỉ có sự thấu hiểu mới nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu, làm được điều đó, gia đạo càng thêm an lành, một số gia đình đón tin vui về chuyện con cháu, nhà thêm người, thêm của. Với người độc thân, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, bạn có thể dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp. Khi duyên tới, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, đừng quá gượng ép kẻo mọi chuyện sẽ khó thành. Về phương diện sức khỏe. Bước sang những tháng cuối cùng của năm 2023, sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi cũng được dự báo không gặp vấn đề nào đáng ngại, thể trạng của con giáp này khá sung mãn. Khi vận khí đang đi lên, nếu bản mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thì có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, trong dịp cuối năm này sẽ có thêm nhiều buổi liên hoan tiệc tùng, xã giao, nên khó tránh tình trạng tiêu hóa kém, đầy bụng, bạn nên chú ý cân bằng dinh dưỡng. Có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định, dịch mã động tinh cũng là điểm báo dịch chuyển khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. 1. Tử vi tuổi Kỷ Hợi từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến hết tháng 11 âm lịch, quý cô bác tuổi Kỷ Hợi đón nhiều may mắn và tin vui trong thời gian này nhờ có cả tam hội và đế vượng che chở. Vận trình thăng hoa rực rỡ, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, mưa thuận gió hòa, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến về phía trước và đạt được điều mình mong muốn. Tam hợp phù trợ đem tới nhiều cơ may cho bản mệnh, rất có thể quý nhân xuất hiện trong thời điểm này, có thể chỉ có bạn một định hướng phát triển phù hợp. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong tháng này. Người tuổi Kỷ Hợi là những người nhanh nhẹn, hoạt bát, làm một ổn mười, nên dễ dàng để đạt được lợi ích mà mình mong muốn, nhiều cơ hội phát tài, phát lộc xuất hiện trước mặt bạn, và điều mà bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt thời cơ thuộc về mình. Tuy nhiên, tháng này còn có hung tinh chủ hao tài là kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết sắp đến gần. Về phương diện tình cảm của cô bác tuổi Kỷ Hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào, những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp.
Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong thời gian tới, khi cô bác tuổi Kỷ Hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng con giáp này chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Ngoài ra, bản mệnh cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng hay khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn xảy ra thương tật trước Tết nhé. Quý nhân, Dần, Mùi, Tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 03, 8, 15, 14. 2. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 12 âm lịch. Tiếp bước tử vi tháng trước, người tuổi Kỷ Hợi sẽ có một tháng âm lịch cuối cùng của năm khá may mắn. Khi có tam hội phù trợ, các phương diện cuộc sống của bạn đều có bước tiến nhất định. Dù thành công không quá rực rỡ thì cũng đủ để khiến bạn hài lòng. Con đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh phát triển hài hòa khi bạn xây dựng được quan hệ hòa hợp với mọi người xung quanh. Đồng nghiệp, bạn bè cùng chung tay giải quyết công việc, lại thêm có quý nhân ở bên phù trợ, nên việc lớn nhỏ gì cũng giải quyết êm xuôi, bạn có thể yên tâm tận hưởng những ngày nghỉ Tết đầu năm. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu đáng mừng khi bạn nhận được các khoản lương thưởng cho những cố gắng trong suốt cả một năm vừa qua. Người làm kinh tế có mối quan hệ rộng rãi nên khách hàng nườm nượp, dù bạn có thể phải vất vả, phải di chuyển nhiều để nhập hàng hóa, song khoản thu về sẽ nhiều hơn dự tính. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Kỷ Hợi âm lịch, phương diện tình cảm cũng hài hòa khi vợ chồng bạn đã dần thấu hiểu hơn cho những vất vả của nhau và biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, dù đôi khi mâu thuẫn vẫn sẽ xảy ra, song không quá nghiêm trọng, hai người đều rút được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Quý nhân, Dần, Mùi, Tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 34, 89, 22. Quý vị thân mến, cuối năm rồi nếu hay gặp xui quẩy, xui xẻo thì hãy chọn cách xả xui phù hợp nhất cho mình và gia đình hiệu quả, giúp cả nhà nhiều may mắn cho năm mới. Chuyên gia phong thủy hướng dẫn 4 mẹo xả xui cuối năm, đón may mắn, cát khí cho năm mới 2024, dễ làm nhất như sau. 1. Loại bỏ những vật dụng đã hỏng, vỡ. Nhiều người có thói quen tiết kiệm và luôn giữ lại những đồ dùng đã cũ hỏng, đặc biệt là bát, chén, đã bị sứt mẻ. Theo quan niệm của phong thủy, đây là những món đồ ảnh hưởng xấu tới phong thủy của ngôi nhà, khiến ảnh hưởng tới sự may mắn của gia đình. Vì vậy, cuối năm nên dọn dẹp loại bỏ hết những đồ vật cũ, hỏng. Bên cạnh đó, sống trong một ngôi nhà bừa bộn sẽ ngăn cản nguồn năng lượng tốt di chuyển quanh nhà và có thể đem lại cảm giác xui xẻo và không gặp nhiều may mắn. 2. Dùng muối. Ông bà xưa ta có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Đây là một quan niệm của người xưa, nói rằng muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đẩy tà khí, mang lại sự may mắn bình an cho gia đình. Chính vì vậy mà cách hóa giải vận xui bằng muối luôn được áp dụng nhiều hiện nay. Để xả xui, gia chủ có thể rắc muối biển, muối hạt, muối mỏ ở từng phòng, trước cửa, trước sân để xua đuổi tà khí, đón vận may cho gia đình. Nếu bạn muốn thoát khỏi những vận xui, có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nhớ là vai trái, vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo. 3. Sông trầm, đốt trầm. Sông trầm hay đốt trầm là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và tà khí, tăng cường năng lượng dương trong không gian sống. Dùng trầm hương tốt nhất nên dùng trầm hương chuẩn, tránh dùng phải trầm hóa học, nên chọn mua tại những cửa hàng uy tín vì sẽ không tốt cho việc giải xui. Ngoài ra, cũng có thể lựa chọn các loại hương nồng từ gỗ đàn hương, hoa nhài hay tinh dầu thiên nhiên để tích trữ năng lượng tích cực. 4. Phóng sinh. Theo quan điểm Phật giáo, cách hóa giải vận đen tốt nhất là phóng sinh. Nghi thức này là để phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham, đố kỵ, hơn thua và thù hận ra khỏi con người mình. Từ việc phóng sinh đó giúp người sám hối thoải mái hơn, giảm bớt trắc trở, hạn chế rủi và mọi việc đều bình an. Thông thường người ta chọn các loài như chim, cá và rùa để thực hiện phóng sinh vào các dịp rằm Tết hay những ngày cầu nguyện. Các con vật sau khi được phóng thích, bạn tuyệt đối không được ăn thịt, như vậy mới đạt được hiệu quả. Thưa quý tín chủ Kỷ Hợi, sông nhà hay có người gọi là sông đất là một tục lệ lâu đời tại Việt Nam. Người xưa quan niệm, ai bước chân đầu tiên vào gia đình sẽ báo hiệu năm đó gia chủ sung túc hay gặp nạn. Cũng chính vì vậy mà hầu hết mọi người đều coi trọng đối tượng sông đất. Một số gia đình còn chủ động sắp xếp người sông nhà ngay sau giây phút giao thừa để tránh người kỵ. Tuổi sông nhà là hành động mang đến tài lộc và may mắn cho gia chủ. Người sông đất cần có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ để tăng tài khí và may mắn. Nếu sông nhà hợp tuổi sẽ giúp chủ nhà có thêm thịnh vượng, cả năm sung túc, gặp nhiều may mắn. Theo phong tục xưa thì người sông nhà
sẽ mang theo một món quà Tết nhỏ, họ sẽ đến và gửi quà cho gia chủ, cùng với những lời chúc tốt đẹp, cầu năm mới bình an. Ngày nay thì người ta xông đất đơn giản hơn, người hợp tuổi được gia chủ lựa chọn từ trước sẽ xuất hiện ngay sau giao thừa, sau đó vị khách này sẽ chúc Tết chủ nhà, lì xì trẻ con và ra về. Dưới đây sẽ là 3 tiêu chí quan trọng để chọn tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1959 trong năm 2024, giúp mang lại may mắn, bình an cho gia đạo. Người xông nhà phải có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh tương hợp với gia chủ. Người xông nhà phải có tính cách tốt và thành đạt trong công việc, ngoài ra họ phải là người niềm nở, vui vẻ mới mang đến điềm lành cho cả năm. Người xông nhà không thuộc các đối tượng đang có tang, phụ nữ mang thai, người đau yếu, người bị phá sản hoặc đang trốn nợ. Sau đây là các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Hợi trong năm Giáp Thìn 2024. Nhâm Tý 1972, tốt, Kỷ Mùi 1979, tốt, Tân Mão 1951, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Mậu Tý 1948, khá, Tân Dậu 1981, khá, Đinh Mão 1987, khá, Kỷ Sửu 1949, trung bình, Bính Thân 1956, trung bình, Kỷ Hợi 1959, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Kỷ Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tuất 1982, Đinh Tỵ 1977, Quý Hợi 1983, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Dần 1962, Ất Mùi 1955, Nhâm Thân 1992, Quý Mão 1963. Bản mệnh Kỷ Hợi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Màu sắc may mắn năm 2024 cho tuổi Kỷ Hợi, màu vàng kim, vượng sự nghiệp, màu vàng kim giúp người tuổi Hợi trở nên nghiêm túc, nỗ lực lăn xả hết mình, nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhờ vậy mà bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khi khó khăn ắt có quý nhân hoặc người thân quen giang tay giúp đỡ. Màu trắng, bạc, vượng tài lộc, hai màu này giúp bản mệnh duy trì được sự tập trung khi làm việc, bình tĩnh trong việc đầu tư kinh doanh, từ đó có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến nhiều người phải khâm phục. Màu xanh dương, vượng tình duyên, thực tế, bản mệnh thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng trong năm này. Nếu sử dụng màu xanh dương thường xuyên trong các buổi gặp gỡ, bạn sẽ gây ấn tượng tốt đẹp với người khác, tạo thêm cơ hội nên duyên với người như ý. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Hợi,
đỏ nâu, vàng tươi, hai màu này khế khiến người tuổi Hợi khó duy trì được đầu óc tỉnh táo, thường xuyên ảo tưởng, từ đó dễ vướng phải những chiêu trò lừa gạt của đối thủ, dẫn đến cảnh hao tài tốn của. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thường xuyên hành xử một cách độc đoán, bắt buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Quý vị thân mến, sống ở đời có người đau khổ bởi sinh lão bệnh tử, cũng có người đau khổ từ trong tâm bởi những phiền muộn tham, sân, si. Nhưng Phật dạy, có ba khổ nạn lớn nhất của đời người, nếu vượt qua được ắt sống an nhàn hưởng phúc. Thứ nhất, dục vọng. Dục vọng là nguyên nhân gây ra phần lớn những thống khổ trên cõi đời này. Dục vọng là những suy nghĩ sinh ra từ bên trong một con người, một khi đã nảy sinh thì sẽ không có cách nào để ngừng lại. Phật giáo cấm dục bởi hy vọng chúng ta ai cũng thoát khỏi đau khổ để đạt được niềm vui, không chịu những tai họa mà dục vọng gây ra. Trong kinh Phật, dục vọng thuộc về phạm vi của cái ác. Một khi chúng ta sinh dục vọng, sẽ rất khó để xóa bỏ cảm xúc ấy. Còn nếu như có thể làm theo lời Phật dạy, tránh xa những dục vọng, ham muốn, tham lam, như vậy chúng ta cũng bớt bị trói buộc, bởi phiền chính những phiền não đó đã che mờ lý trí và sai sử ta đi đến con đường sai trái. Một người khống chế được dục vọng của bản thân, vượt qua được cửa ải khó khăn này, tâm trí sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối, có thể tìm ra được con đường đúng đắn đi tới hạnh phúc và thành công cho bản thân, ấy chẳng phải đã tự giải thoát bản thân khỏi bể khổ hay sao? Cuộc đời còn lại ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. Thứ hai, cố chấp. Cố chấp trong giáo lý nhà Phật là sự khăng khăng chấp nhất với một món đồ hay một đoạn tình cảm mà bản thân không thể nào có được. Đây là một loại ý niệm ích kỷ, cần phải được loại trừ. Cảm xúc cố chấp đó rất dễ trói buộc con người ta trong một phạm vi nhỏ hẹp, án ngữ mãi trong lòng, khăng khăng cho đến chết, cả cuộc đời cũng vì thế mà chìm trong đau khổ. Một khi buông bỏ được lòng cố chấp, chúng ta mới có thể thả lỏng tâm trí và bản ngã của mình, buông xuống những cố chấp vô lý, đồng thời cũng là buông bỏ những muộn phiền vô nghĩa, tâm trí được khơi thông, con người cũng được giải thoát. Phật dạy, vạn vật dài không, tức là vạn vật vốn không có thật, nhưng chúng ta lại luôn cố chấp cho rằng chúng đều có thật, cho nên Đức Phật đã nói không để phá cái tâm cố chấp cho rằng mọi thứ đều có thật đó, tận trong sâu thẳm ý niệm, chúng ta luôn nghĩ thân thể này thật sự là của mình, nhà cửa, tiền của, xe cộ, danh vị, cũng là cái của mình, cho nên khi những thứ ấy bị mất đi, thì chúng ta đau khổ vô cùng, chính bởi cái tâm cố chấp cho là thật, nên mới có phiền não đau khổ và gây tạo vô số nghiệp tội. Nếu như chúng ta có thể vượt qua hết thảy những cố chấp trên đời, không cố chấp với danh lợi, tiền tài, tình cảm, cũng tức là đã buông bỏ được những thứ đau khổ, độc hại của cuộc đời này, sở dĩ bản thân ta cảm thấy không vui, không hài lòng về cuộc đời này là bởi trong tâm ta tồn tại sự cố chấp. Một khi lòng suy nghĩ thoáng hơn, đời người cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có hai mặt, tốt và xấu, mà đôi khi bạn chẳng thể phân biệt rạch ròi. Trên đời vốn không có gì đáng gọi là khổ đau, cũng chưa chắc có gì nên xem là hạnh phúc. Người xưa nói, tướng tự tâm sinh, ý nói hết thảy mọi sự trong đời gặp phải đều là do chính bản thân và suy nghĩ của mình khởi tạo nên. Chỉ cần thay đổi thái độ, chỉ cần lùi lại một bước, bạn sẽ thực sự trông thấy những cảnh tượng tuyệt diệu hơn. Thứ ba, hận thù. Kinh Phật dạy, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, nghĩa là một suy nghĩ hận thù nổi lên, thì trăm vạn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Chỉ cần chúng ta sinh ra sự hận thù và tức giận với người khác, như vậy sẽ có hàng trăm hàng nghìn cánh cửa làm trở ngại quá trình tu hành của chúng ta, cũng sẽ đồng loạt mở ra. Không ít người chỉ vì chút chuyện xích mích mà sinh lòng hận thù với người khác, đến lúc gần đất xa trời mới hiểu rằng bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cuộc đời để sống một cách hẹp hòi, tự gây phiền muộn cho bản thân, khiến cả cuộc đời chìm trong những hậm hực không vui, thời gian đâu mà tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống nữa. Phật dạy, người mà có thể tự mình thoát khỏi hận thù mới có thể giữ cho lòng rộng rãi khoáng đạt, bình đạm đối mặt với thế sự, làm gì cũng được hài lòng thuận ý. Đó là lý do Đức Phật luôn dạy ta phải giữ được một tấm lòng bao dung, một trái tim biết thứ tha để đối đãi với vạn vật trên thế gian. Trong cuộc sống, nếu có tâm tốt để một niệm tốt được khởi lên, thì những điều tốt sẽ tiếp theo, mọi người trong xã hội cũng sẽ được nhìn theo chiều tốt. Chỉ thấy điều tốt, không nhìn điều xấu, các bậc thánh nhân cũng không phải không có hận thù trong lòng, nhưng điều khiến họ trở nên khác biệt với phàm nhân là biết tìm ra phương pháp để hóa giải hận thù trong lòng, buông bỏ mọi ân oán, vốn là nguồn gốc gây ra muộn phiền trên đời này. Đổi vị trí để suy nghĩ chính là một phương pháp hóa giải hận thù tốt nhất. Khi phát sinh những chuyện mà bản thân không cách nào bỏ qua, thay vì oán hận đối phương, khiến lòng mình cũng chẳng thoải mái, bạn hãy thử đặt bản thân vào vị trí của người ấy để suy xét vấn đề, làm như thế sẽ giúp bạn nhìn thấu mọi chuyện hơn có.
Như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, từ đó buông bỏ hận thù, tâm an vạn sự. Chỉ cần tâm bình yên, ta sẽ thấy cuộc đời vốn rất đẹp đẽ và ngập tràn tình yêu thương. Chỉ cần ta biết tận hưởng những gì đang hiện có mà không chút vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì đã thấy tâm hồn đầy an lạc rồi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.